Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Chúng ta sẽ xem là chúng ta hình như sắp được lên được lap số 15 rồi thì phải, 16 và để nhận thưởng cái con rồng. Thì còn một chút thôi, còn một tí thôi. Complete note thì mất khoảng 124 game. Và ở đây thì mình sẽ có thể làm một số cái nhiệm vụ, mình có thể skip cái nhiệm vụ này luôn này. 14 game để chúng ta sẽ lên được 245k. Đợi một chút đi. Chúng ta sẽ hôm nay ngày thứ 6 đúng không? Thứ 6 không phải. Ở đây trong này có một cái sự kiện đó chính là thứ 6 ngày 13 đen tối. Chẳng biết nó là cái gì. Theo mình thấy nó nghĩ là cái để Black Friday, nhưng hôm nay đã là chủ nhật rồi. Mà tại sao lại có cái sự kiện Black Friday thì không hiểu luôn. Nhưng không sao, hình như nó sẽ bán gói pack mới thì phải. Và chúng ta dĩ nhiên rồi sẽ đi mua gói pack mới đi để thử vận may xem như thế nào. Đây này. Chúng ta sẽ có hai gói pack. Ồ, pack 15k kìa, rẻ thế. Thật sự rẻ vãi cái trưởng. Community pack. Đây là cái community pack, có nghĩa là gói pack cộng đồng anh em ạ. Có nghĩa là cộng đồng vote cho những con rồng có thể có được ở trong gói pack này. Và chúng ta sẽ có con Light Speed Dragon là con giá trị nhất. Xong rồi W2S Dragon, Monas và cuối cùng là con God. Con nào cũng giá trị và mình sẽ mua một gói pack này nha. Phía trên thì sao? Phía trên thì là Weekly Special, một gói pack đặc biệt của tuần. Con tốt nhất trong này sẽ có là con Big Rock Star, Frankie, con Quas và con Tropical. Thêm những con này này, là cái này có vẻ hợp lý hơn này anh em. Sẽ mua thử một gói pack 15k nha, để xem nó ra cái gì không. 15 coin, 15... gói pack của cộng đồng đấy anh em ạ. Cái màu sắc này thì mình theo mình nghĩ là nó cũng không phải là con Legend rồi. Mà là Salamander nhỉ. Thế deck nào mà ra Salamander ta. Mình không hiểu là sẽ ra được con Salamander đây. Đây này. Hình như trong này có Salamander đúng không? W2S Monas. Rõ ràng là có thể ra được con Monas hoặc là con W2S. Con này khá đẹp này. Có nên tối thêm 15 gen không nhỉ? Mua thêm một gói đi. Mua thêm một gói nữa nha. Đấy rồi, Community Dragon Patch. Rồi, chúng ta sẽ mở ra nào. Thôi rồi, lại ra Salamander rồi anh em. Những cái hình đằng sau mình biết là sẽ ra Salamander rồi. Thật là đen đủi vãi, ra hai con Salamander. Thôi không mở nữa. Tí thì ấn vào 15 game, mình đã tốn khoảng 30 game để mở một cái thứ chẳng ra được cái gì cả. Rồi, chúng ta sẽ tập trung để làm nhiệm vụ cho team đã. Để chiều hôm nay là có thể lấy được con rồng mới. Cái này thì phải mua bằng tiền này, không cái nào khác cả. Chúng ta sẽ vào trong phần quest trước đi. Phần quest trước thì hôm nay chúng ta sẽ có cái Kenner quest, vẫn là Black Friday thôi. Cái này thì mình có rồi nên mình cũng không hứng thú để lấy cho nó chất lắm. Và hôm nay ta sẽ luyện cho con gì đây? Chúng ta sẽ luyện cho con nữ hoàng đá quý nhá. Còn chúng ta sẽ bắt tờ nào, chiến đấu thôi. Hay phết. Vấn đề là nó không được những con rồng ở trong cái gói pack đấy. Mình thấy trong đấy có 4 con đúng không? Mà mình là một con Salamander thì không phải. Con rồng ấy không có trong gói pack. Thật sự là lừa đảo vãi trưởng luôn đấy. Ít nhất cũng phải được một trong 4 con chứ, ít nhất phải được con God chứ đúng không? Mà đã cho ra mình con Salamander thì đúng là đen đủi. Siêu đen đủi. Không sao, chúng ta sẽ sử dụng cái để luyện tập cho nữ hoàng đá quý lên level, đó chính là B trừ trước. Chúng sẽ luyện nó lên bên level B trừ. Asgard Cup này, tạm thời để đây đã. Boot Gold tăng cái khả năng cũng không lấy được, vẫn chưa làm được. Lấy game vẫn chưa làm được. Thì mình đang sinh sản một số con ở đây đúng không? Chúng ta sẽ bán bớt những cái con không cần đi. Firebird này chắc chắn sẽ bán đi này. Con Star Dragon, con này thì có rồi. Chúng ta đang lai giống và vấn đề là vẫn không thể ra được những cái con nó yêu cầu ở trong kia. Rất là khó. Một con Gumi, con này thì quá nhiều luôn đấy. Tiếp tục sẽ là một con Laser đúng không? Con Laser Dragon, cho quá quen với cái hệ thống này rồi. Rồi, và mình sẽ tiếp tục sinh sản lại hai con này với nhau, không biết có được không. Còn 9 giờ 27 phút thôi. Và nếu mà ra được thì nó sẽ là 1 ngày 12 giờ. Chúng ta thử con này trước đi. Con này không được à? Đấy được mà. Martian Ash và Bison. Mười mấy tiếng ấy.
vẫn không được ta. Thề với anh em luôn là đen đủi vãi cả chuồng đấy. Khó chơi thật, quá khó chơi. Ở đây thì mình có con Deja Vu mình chưa test cho anh em, và con Apache chưa test cho anh em xem cơ. Đây là dạng 2 của Deja Vu Dragon rồi. Nó sẽ có hai cái quả cầu năng lượng bay lên trên. Đấy, bây giờ cho lên level tiến hóa dạng 3 đi cho anh em xem luôn. Đây level 7 này. Đấy, đây tiến hóa dạng 3 của Deja Vu. Và nó như kiểu là Ui sẽ uốn lượn một vòng. Kinh vậy ta. Có giống rồng Kaido ở trong One Piece không? Bé hơn, đều hơn, cùi bắp hơn rất là nhiều. Rồi mình để tạm như vậy. Level 8 đi cho nó tiến hóa lên. Có khi level 8 thì nó mới có thể lên được. Apache Dragon, một con rồng thổ dân da đỏ. Mình sẽ cho lên level nha. Level 6 này, đây level 7 của nó đây. Apache Dragon, hay chà. Ném búa và phi ấy, phi khiêng. Chúng ta cho lên level 8 nha. Đây level 8 của nó đây. Này chạy đâu. Thì trông khá là đều đó. Giờ đấy chúng ta sẽ ấn X ra ngoài và mình sẽ bắt đầu là bây giờ mình sẽ vào test nhỉ. Liquid trước đi. Chúng ta có 3 trận trong phần Liquid để có thể chơi được này. Vẫn là team mạnh nhất thôi, để có thể đối đầu với những cái team khác. Đối đầu với những cái team level 35 ở trong này. Ok, chúng ta sẽ tấn công thôi. Skeleton King đối đầu với Skeleton King. Thôi mình sẽ dùng con này khắc chế tốt nhất này. Chúng ta có nước không ta? Chúng ta có lửa. Con này cũng có lửa. Đánh nhau luôn, chiến luôn đây, sợ gì đâu. Thật quái là yếu luôn. Không đủ sức để đánh nhau với mình. Con này sẽ đánh nhau một phát này, để con kia lát hit một phát nữa là xong. Cực kì nhanh luôn. Chúng ta sẽ đổi sang con Skeleton King nha của chúng ta. Và sử dụng chiêu Primer. 4 đầu cũng đã đai rồi. Claim thêm 4 chất thức ăn. 1, 2 nữa. Khá nhiều thứ ở đây. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu nào. Horatio Dragon, một con Legacy. Con này hệ vô cực. Hệ vô cực thì cần phải hệ Pua. 40.000 máu, rất tốt. Tiếp tục là hệ Pua. Ở đây đổi sang hệ Primer. Húc phát chết luôn. Tiếp tục là sẽ là một con hệ Pua tiếp. Nó quay đi quẩn lại toàn là 3 con Legend thôi mà. Một con Epic và 2 con Legend. Nhưng mà team mình chỉ là Heroic rồi thì nó không phải đáng sợ lắm. Tốt. Chúng ta sẽ còn một trận nữa ở trong cái phần này. Một trận nữa trong phần Liquid để tiếp tục đánh ra. Rồng đá quý đây. Nó sẽ có cái gì? Hệ Primer, hệ Pua. Chết rồi, rồng đá quý nó level 29. Mình quên mất là như vậy. Không sao. Nó sẽ có thêm một con Primer nữa. Primer của nó sẽ rơi vào level khoảng 28. Và chúng ta sẽ có hệ vô cực ở đây. Đánh tốt thôi. Cuối cùng vẫn sẽ là một con này 29.000 máu. Thì mình sẽ sử dụng hệ Pua đi. Đây sẽ hệ Pua của chúng ta. Cực kỳ nhanh chóng. Hạ gục trong 3 trận. Trong tốc độ cực siêu nhanh. Bốn thức ăn. Và bây giờ là quan trọng nhất đây. Đã xong thu food và arena. Chúng ta sẽ còn cái arena thôi. Là sẽ xong cái này. Cho đánh arena và thu food này cho anh em nhá. Để chiều nay là chúng ta sẽ nhận được con 100 mảnh của rồng. Đó chính là con hai Ferret Dragon. Ui, bị trừ khá là nhiều điểm ta. Hai Comet, ôi giời thảm nào. Chúng ta gặp hai Comet này, gặp Odin này. Chúng ta gặp rồng Kitter để Dragon này. Trận này thì quỳ rồi. Apocry 3 sao và level 35. Đậu xanh. Nó chỉ cần dùng hai con R và VR không sao nó vẫn đánh được mình. Thế nhờ. Mình cần phải có hệ nước thì mới ăn được nó. Nhưng mà nó quá khỏe. Hệ nước và hệ chiến binh thì sẽ ăn được cái con Apocly này. Nhưng mà nó sẽ khắc chế được cả ngược lại mình luôn. Nó có bóng tối mà. Không được rồi. Sấp mặt rồi. Apocly, hai con level 28, 3 con level 28, 2 con A cộng và 1 con B. Đánh nào bây giờ nhỉ? Eternal War.
Eternal War 1. Skip một game thôi nào. Đây rồi, cũng đỡ hơn. Thật ra cũng chẳng đỡ hơn lắm. Nó vẫn rất khỏe. Có mỗi Chimera là yếu thôi. Còn Abyss thì nó mạnh ngang mình. Đánh sao bây giờ nhỉ? Có nên thử sức chỉ chiến đấu với con này không? Con này cũng sẽ bị khắc chế thôi. Và bắt buộc phải có tăng công thì mới đánh được. 9 phút nữa mới có tăng công à? Cay nhỉ, biết làm nào tăng tốc độ tăng công bây giờ. Có mà lên trời cũng chẳng kịp. Nào để xem trong này thì cái sự kiện này đã sắp kết thúc rồi. Và Anubis, Anubis hơi khó lấy nhỉ. Chúng ta có khoảng 1k3 nữa. Aztec Pride, con này làm con rồng mới à? Không phải, con này không phải rồng mới, con này rồng mới này. Mình lấy được hai con rồng, à lấy được con rồng mới rồi. Lấy được con thêm con này nữa là tốt này. Con Anubis Dragon này là tốt nhất này. Nó còn tận hai mảnh nữa kìa, để mình xem cái bản đồ xem mà nó mảnh nó ở đâu. Mình đi khá lộn xộn tại vì ngay mình bị nhầm mất cái đường rồi nên nó thì khá lộn xộn anh em ạ. Ok, nó sẽ xem Anubis nó hình dáng như thế nào ta. Mình không để ý lắm hình dáng Anubis. Mình biết được cái vị trí của nó ở đâu. Các bạn hơi bé quá nhỉ, nhìn nó rất là khó. Cực kỳ khó nhìn luôn. Chẳng biết nó chỗ nào luôn. 3 bước nữa thì nó ngay cạnh mình rồi. 1, 2, 3 đây này. Đi sang bên này là nó sẽ đến được cái vị trí của nó luôn. 1 này. Đây này, nó ở đây này. Nó chiếu tầm khoảng 300 thôi. Và bước cuối cùng là tầm khoảng 8. À, chúng ta sẽ còn khoảng 1 ngày 9 tiếng đúng không? Sau 10 giờ sẽ được thêm khoảng mấy trăm nữa nhỉ? 600 à? 600 hay 800 gì đấy? 600 đúng không? Vậy là chúng ta sẽ sau 10 giờ 600 này với cộng thêm khoảng là 1k2 nữa là đủ 1k8 đấy. Thừa. Và mình sẽ vẫn lấy được con Anubis anh em ạ. Nhanh chóng thì vẫn sẽ lấy được Anubis nha. Được rồi, bây giờ thì chúng ta phải tập trung vào đánh cái kia. Nhưng mà ngay trường có vẻ rất là khó đánh đây. Eternal War 1 của chúng ta. Bây giờ có đánh không? Hay đánh hay là đợi ra? Đánh luôn đi. Ánh sáng, lửa, bóng tối, nước. Mình sẽ giết nó ngay luôn bây giờ. Cực kỳ là nhanh thôi. Hy vọng là ta sẽ đánh được. Nó để con đầu tiên lên là có cái dụng ý của nó đấy. Nó sẽ giết mình trước à? Thử nhá. Nó sẽ khắc hệ mình luôn. Rất cay. Mình biết làm nào bây giờ. Chết rồi. Đen rồi. Đáng lẽ nên để thế này thì đúng là xác định luôn rồi. Hơi ngáo rồi anh em. Mình làm nào đây. Con cuối cùng nó cũng sẽ có hệ khắc chế mình. Đáng lẽ mình nên để cái con này lên đánh trước. Xong rồi nó cũng có thể là nó chết luôn. 21.000 mình sẽ giết được nó nhưng mình cũng sẽ chết. Cay nhỉ. Chẳng biết làm nào bây giờ đây. Con này thì khắc chế được này. Vấn đề là nó cũng khắc chế ngược lại mình. Rồi, mình sẽ phải hy sinh. Đừng ấn là ăn đòn đấy. Một hit. Chắc phải đợi thôi, không cái nào khác cả. 17.000. Bây giờ mình không thể chết được. Đáng lẽ mình chỉ mất con chi phí thôi này. Tính toán nhầm một nước cờ thôi là đi tăm con chủ lực. Đi tăm con chủ lực luôn. Nhưng mà team sau thì nó rất khỏe. Đánh bằng mắt à. Hai Comet. Hai Comet khỏe thế nhờ. Đánh sao đây thôi. Chắc phải tạm dừng cái này thôi. Bây giờ đánh nhưng không đánh được. Không có cái gì để đánh thêm được. Chúng ta sẽ vào chơi cái challenge đi. Để test cái con Deja Vu và con Aztec cho anh em xem. Anh mà chết được không được. Phải đổi tên con Deja Vu Dragon chứ. Chúng ta sẽ đâu nhỉ? Nó ở đâu ta? Đây. Nó là cái môi trường mới. Hai con tiền Silly nó sẽ là rồng điện. Rồng điện châu Á, rồng điện Trung Quốc, rồng điện thần long. Nhìn khá giống rồng của Trung Quốc nhưng mà nó là một con rồng hệ điện. Nhầm sang thì Pokemon. Đây là chúng ta sẽ có là người da đỏ. Da đỏ. Không được rồi. Rồng gì? Rồng à.
Apache. Apache. Chưa xong, chưa xong. Hình như chữ viết nhầm, chữ P này, thay chữ O vào đây. Rồng Apache. Ok, bây giờ test hai con rồng này nữa là chúng ta sẽ kết thúc tập này đấy nhé. Thì cũng không còn gì làm nữa rồi. Cái kia thì đánh là đúng một trận thì mất luôn con chủ lực thì không không thể làm gì được. Chúng ta test luôn có cả hai con ở trong vào một trận đi. Tìm một cái team nào đó vừa sức là mình sẽ đánh được. Level thì mình không cần quan tâm, level 17 là chúng ta cũng sẽ đánh được rồi. Và mình sẽ cần một cái con thật là mạnh để nó có thể đỡ được ở phía trước đã. Đó chính là con nữ hoàng đá quý ấy. Đỡ được. Và sẽ tìm tới hai con level 8 nhá. Là xong ngay thôi. Hai con level 8 của chúng ta đâu nhỉ? Level mười mấy này. Level 8 của chúng ta, chúng ta đang tìm kiếm xem nó đang ở đâu. Xin phí sức mạnh cổ đại, nước rửa chén, quỷ dữ. Nó đâu nhỉ? Không thấy luôn. Phi Fox. Không có. Chibo Dragon, Obsidian. Rồng tập bơi. Chưa tới rồi, level 8 thôi, level 8 đây. À đây rồi. Test con này đi á. Con kia để sau vậy. Nào, let's go nào. Vào test Deja Vu. Dùng điện thần long. Thần long điện. Nó gọi thần long điện thì có vẻ hợp lý hơn. Tốc độ như chuyển sang 1 nha. Đây, đây chính là Deja Vu. Dùng điện thần long của chúng ta. Lớp bôn à. Cái khe con này phát. Ui thôi, nó ra một trận mưa lửa. Khá là hoành tráng. Pharaoh thì đấy, Pharaoh nó chỉ đến thế này thôi anh em ạ. Hammer first, xong mình còn có cả một cái một cái cánh tay bằng ấy ạ, bằng kim loại. Thôi mình đai rồi, tốc độ lên 3 lên. Hủy diệt bọn này này anh em ơi. Con này cười mắt tiếp có mắt vào 9k máu. Con tiếp theo là con Cloud Dragon, một hit 10.000. Và con cuối cùng là con hệ lá, con Nature Dragon Icy Wind, một hit 18.000. Rồi thì ok, mình sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Bye bye.